Rồi hello luôn chị, hello nha. Đây em giao xe bảo hành tiếp tục cho khách nha. Anh chị cô chú sợ lò gần xa có nhu cầu mua xài bảo hành cứ alo trực tiếp nha. Họ tại 3787907707 nha. Thật lúc nào cũng có tại hay số bao số lượng. Rồi hello cô chú anh chị, hello cả nhà ha. Bữa nay là ngày 17 tháng 1 tại bộ không có thứ hai. Xin kính chào cô anh chị nha. Đó thì bữa nay trước mắt cô chú anh chị là ba con bò đực pháp kem lở nha. Đó. Tháng tuổi thì tầm tháng tuổi thì nó tầm 9-10 tháng tuổi nha cô chú anh chị. Ha. Đó chiều cao là từ 1m25 đến 1m3 mấy luôn nha cô chú anh chị. Ha, đó trước mắt cô chú anh chị là ba con đực pháp kem lở nha, giá cả cực kỳ yêu thương. Đó. Nói chung em lựa từ từ con em qua đã qua quay cho cô chú nhìn soi xem cho ba con đi. Đó được pháp kem lở nha, con này ảnh có hơi mạng mạng như lên như hơi sọc sọc như cọp nhưng mà thật sự không phải cô chú chị đó, nhưng mà nó là pháp kem lở nha, nó kem móc đó. Còn con em đây là kem muối tiêu nè, kem móc nè đó. Ông này vô hình dòm coi ống lên sọc cọp nhiều rồi nha. Đó thì giá cả cực kỳ yêu thương nha. Thì cô chú anh chị có xem nếu có hay cho em một like, một đăng ký có động lực em làm video nhiều tí nha cô anh chị ha. Đó thì ba con này tháng tuổi, ngày tháng tháng tuổi, chiều cao em cũng báo cô chú anh chị mình rồi ha. Thì bò bên trại đã có chích ngừa viêm da nổi cục, lăm mòm, lở móng, tụ trùng cho mình xem là cho mình hết rồi ha. Cô anh chị mình cứ an tâm về mình nuôi thôi ha. Đầu cổ thì con này đầu trội. Con kia con ba bê móc thì đầu hơi sờn tí. Đó bị nó lở cô chú cả nhà, nó phải có sờn ha. Rồi con trong nó cũng sờn, con trong ổng giờ vô hình giờ ổng lên sọc nhiều rồi ha. Đó thì ba con đực lở này ha, trại muốn bán giá công khai cho cô chú anh chị, báo giá công khai trực tiếp cho cô chú anh chị mình luôn là ba con này là bán giá công khai báo ship cho cô chú anh chị mình về tới nhà là 58 triệu ha. 58 triệu đối với ba con lở này rất là ngon cô chú anh chị ha. Nói thiệt nếu mà nói 58 triệu coi chừng là nó toàn tèm giá thịt quà hoặc là nó rẻ hơn giá thịt thì cô chú anh chị ha. Bò này nếu mà bán giá thịt thì nó cũng có cái giá này rồi đó. Rồi cô chú anh chị mình coi xem, ví dụ như ưng ý vừa bụng thì cứ alo ha. Đó địa chỉ của trại là xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nha. Số điện thoại là 0378 709 707 chân cẳng nè. Bò thì em lãnh cho cô chú anh chị chân cẳng đến là tật lỗi là 100% là không có ha. Đó không có bú giò bú chân hay là xuống rúng xuống ruột ha. Đó em sẽ quay từ con hết cho cô anh chị mình xem, súng đạn rất là ngon lành ha. Chân cẳng móng nè, đầu cổ nè ha. Bò thì chiều cao em cũng có báo cô chú anh chị rồi nè, chân cẳng súng đạn nè, rất là ngon ha. Thì hiện tại em đang có chuyến là đi Cần Thơ, An Giang, Đồng Nai, Sài Gòn với Bình Dương, Bình Phước cô chú anh chị mình nha. Đó thì cái clip đầu clip hồi nãy là xe đồ thịt đã cũng có đi rồi. Thì anh chị cô chú gần xa có nhu cầu ha, anh em thợ lò có nhu cầu xài bộ thịt cứ liên alo liên hệ nha, được anh em làm ăn về lâu nha. Đó bên em thì bò nào cũng có hết, bò kể từ bộ nuôi, bộ thịt, bê thui, bộ đực nuôi ha. Chân cẳng móng nè ha. Đó ba con, tại ba con này mà giá tiền này thì hồi trước á bắt ba con đực chừng 5 tháng 6 tháng thôi là nó có cũng có tầm là 25 triệu con, là cho 20 đi là cũng 60 rồi. Còn giờ bây giờ ba con bò lở như vậy mà giá tiền vậy thì không nuôi nữa thì nuôi bò nào giờ cô chú anh chị ơi, nói thiệt à. Nhưng mà cái đó do mọi người đi nghe, nói quá nhiều khi cô chú anh chị mình đã nuôi có lỗ rồi kia nọ, bắt thời điểm hồi bò mát nó nuôi lỗ rồi tôi để thôi cô chú anh chị cự quá thì cũng tội nghiệp em ha. Do thời điểm đi theo thời điểm ngay đây mình mới mua rẻ vô mình lời lại cô chú nhìn nha. Đó xe qua con đứng đàng hoàng lên nè, đi nè, tại chuồng này chặt quá đông quá em không có dẫn đi qua bên cái chuồng thả anh kia em quay được, em quay đây luôn nó hơi chặt đó. Bò thì đít nè cô chú anh chị thấy nè, bò pháp kem đít có khía khía như baby kem luôn ha. Đó thì cực kỳ là đẹp đó. Ba con bò lở đây nè, đó
cô chú anh chị mình thấy ha. Đó. Rồi hén thì cô chú anh chị cả nhà có ai có nhu cầu ưng ý alo, cứ alo trực tiếp số điện thoại để màn hình hén, thì tiện chiến em sẽ ship cho cô chú anh chị mình luôn. Thì báo giá này là giá này em đã bao ship cho cô chú anh chị rồi hén, bao ship cho cô chú anh chị tới nhà là 200 cái số ha. Anh chị nào gần xa nhu cầu, ví dụ như cô chú anh chị nào xe gần hay gì đó, hay hoặc là các tỉnh lân cận hay là các huyện lân cận, ví dụ Bình Đại hay là Vùng Trôm, Bến Tre hay là thành phố gì đó, cô chú anh chị gần cứ đến trực tiếp trại thì xem bò thì chốt bò nha. Còn anh chị xa cứ xem qua máy, bò em quay thực tế 100% không phóng to thu nhỏ. À, bò sẽ giao sao y xì giải hang, nếu mà giao không đúng kích thước hay là không đúng mẫu mã gì cô chú anh chị có quyền trả về lại, trại sẽ chở bò đó về nha. Đó thì clip cũng dài, cô chú anh chị mấy con gà này kêu sầm quá, thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ nhiều thời gian theo dõi và ủng hộ trại trong thời gian qua ha. Đại cảm ơn cô anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại cô anh chị clip ngày mai tiếp tục nha.